Quý vị thân mến, hiện tại thì Hà Nội đang vào mùa đông và thời tiết mùa đông thì khiến cho chúng ta thèm ăn rất là nhiều thứ. Mà Phương Thảo thì thấy là bây giờ mọi người thích ăn đồ nướng hoặc là những Đúng đồ rồi ạ. chiên rất là hợp với thời tiết hiện Những tại. cái gì mà phải đậm đà một chút Chính thì nó mới xác. giúp cho chúng ta có một cái khẩu vị ngon hơn đúng không ạ? Và lúc đó thì tất cả những cái loại thức ăn nó rất là dậy mùi và liên quan đến thức ăn mà gọi là lên mùi thơm một chút phải có mắm. Và Hương Quỳnh bỗng nhiên là nhớ tất Mắm. cả những cái món liên quan đến chiên mắm vào cái mùa này nó có một chút mặn mặn, một chút ngọt ngọt mà lại nóng hổi nữa thì thực sự là nó rất là tuyệt vời và nó sẽ là một cái món ăn để giúp cho bữa cơm của chúng ta thêm phong phú ạ. Chính xác là như vậy, nhưng mà nếu như mà với những cái gia vị mà chị Quỳnh vừa chia sẻ đúng không, thì Phương Thảo lại rất là thích ăn chân gà chiên mắm. Đúng rồi, chân gà chiên mắm cũng là món ăn rất là ngon. Nhưng mà làm thế nào để chân gà chiên mắm mà nó vẫn có một cái độ giòn giòn dai dai của cái chân gà cộng với cả cái nước sốt mà nó quyện được với nhau thì không phải là một điều dễ dàng đúng không Phương Chính xác là như vậy, bởi vì Phương Thảo cũng đã thử rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thất bại thì cũng rất là nhiều lần quý vị ạ. À, nên là trong chương trình ngày hôm nay thì Phương Thảo cũng như là ekip thực hiện chương trình cũng như là chị Hương Quỳnh cũng sẽ gửi cho quý vị và các bạn công thức làm món chân gà chiên nước mắm để dành tặng cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn, thật vui vì được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị là một fan chính hiệu của chân gà thì không thể nào không biết đến món chân gà chiên mắm. Tú Anh đã được ăn món này rất là nhiều lần rồi, tuy nhiên vẫn chưa biết cách thực hiện nó. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng Tú Anh đi gặp gỡ đầu bếp Kim Phương để cùng học cách thực hiện món ăn này nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm món chân gà chiên mắm rất là đơn giản và có thể thực hiện ngay tại nhà. Ở đây thì chị có dùng là mắm này, mì chính này, ớt quả cắt nhỏ này, đường này, gừng băm này, tỏi băm này và ít quế này, hồi này và lá chanh để nguyên. Và thứ nhất là cái món chân gà chiên mắm này thì thật ra là em có thể dùng chân gà rút xương hoặc là chân gà chưa rút, nhưng mà theo kinh nghiệm của chị thì nếu mà mình dùng chân gà rút xương ấy thì sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Vậy thì khi mà quý vị chúng ta cùng thực hiện món ăn này nhá. Bước đầu tiên các bạn cần thực hiện làm món chân gà chiên mắm này là chúng ta đun một nồi nước sôi này, sau đó cho một ít muối vào này, sau đó chúng ta trần qua chân gà này. Chị Phượng này, nếu mà chúng ta bỏ qua cái bước trần chân gà ở bước đầu tiên này thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng món ăn không ạ? Khi mà em trần qua này thì em sẽ giữ lại được độ giòn của chân gà, và khi chúng ta tiên thì chúng ta sẽ không phải chiên vị quá thì sẽ khiến cho chân gà bị dai. Và nhất là trong mùa Covid này thì bước này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn về độ miễn khuẩn chẳng hạn. Sau khi các bạn đã trần chân gà được 2 phút thì chúng ta gắp ra đĩa. Đấy, em có thấy không, khi mà chúng ta trần chân gà qua như thế này thì chúng ta sẽ khử được cái mùi gây của chân gà. Đấy, sau khi chúng ta sẽ gắp chân gà xong, chúng ta sẽ bỏ nồi xuống và bắt đầu chế nước chiên mắm nhé. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các quý vị khán giả cách bí quyết riêng của tôi để làm món chân gà chiên mắm này nhé. Chúng ta cho quế này và hoa hồi này. Đấy, và chúng ta sẽ đun một lúc nhé. Các bạn đun cho tôi tầm 5 đến 10 phút. Khi mà nước đã chuyển sang màu cánh gián thì chúng ta sẽ cho 2 thìa cà phê đường này. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm thìa rưỡi nước mắm. Và ngấy đều lên. Chúng ta sẽ đun cho lúc nào gia vị tan hẳn. Và chúng ta sẽ chắc ra bát. Mình phải đun cho tan hẳn để khi mà nấu với chân gà. Khi mà nấu với chân gà thì nó sẽ ngấm luôn vào chân gà, nó sẽ không bị lạng xạng gia vị đúng không chị? Đúng rồi. Sau khi gia vị đã tan hết và nước đã đạt được màu cánh gián đẹp mắt thì chúng ta sẽ chắt cái nước này ra bát đã nha. Sau đó chúng ta sẽ đặt chảo lên và bắt đầu làm món chân gà chiên mắm. Chúng ta đợi để chảo khô ra. Chúng ta sẽ đổ một lượng dầu vừa đủ để cho ngập chân gà. Dầu đã đủ sôi đấy, chúng ta cho chân gà vào chiên nhé. Chị ơi, chân gà như thế này thì mình có phải đảo không hay là cứ để nó chiên như thế này? Có chứ, chúng ta sẽ nên đảo một ít để cho chân gà được chín đều hơn và vàng đều các mặt. Thông thường thì mình sẽ chiên bao nhiêu lâu để được món chân gà này ạ? Chúng ta sẽ chiên tầm 5 đến 10 phút, khi nào mà
chúng ta cảm nhận được là chân gà đã giòn và lên màu cánh rán. Sau khi chân gà đã đạt được cái độ giòn và độ vàng, vàng đẹp màu, em nhìn thấy chưa? Rất đẹp đúng không? Chúng ta sẽ vớt ra đĩa đi. Đúng là chỉ nhìn thôi là em vẫn thấy chân gà rất là giòn và đục rồi. Chúng ta chỉ còn một bước nữa là xong món chân gà chiên mắm rồi đấy. Sau đây ta sẽ cho một ít dầu. Đến bước này thì chúng ta sẽ chỉ cho một lượng dầu rất nhỏ thôi đúng không ạ? Để cho khi mà chúng ta ăn thì chân gà sẽ không bị quá nhiều dầu. Sau đó cho một ít hành. Hành khô này. Đảo đều, đến lúc đảo hành cơm. Em có thể lấy một hơn cho em ạ. Cho gừng này. Các bạn biết vì sao không? Mình ấy thì trong món chân gà chiên mắm này mình rất thích ăn cái gừng lấy hành này. Ăn nó ngấm gia vị và nó kiểu mùi cháy cháy ấy, rất là ngon. Ít tỏi. Ít thôi nha, tỏi không cần nhiều đâu. Các bạn thấy nha, bởi vì món chân gà chiên mắm này ấy, thì chúng ta có thể dành cho trẻ nhỏ và người già, và tùy theo mà khẩu vị của từng người là ăn canh hay không mà chúng ta sẽ cho nhiều ớt tươi hoặc là không. Lá chanh này ấy, khi mà rang lên thì rất là thơm luôn. Và đặc biệt là gà là phải có lá chanh thôi, làm sao mà thiếu được. Sau đó chúng ta sẽ cho chân gà vào đảo cùng. À, chân gà mình phải đảo trước và vào cùi cùng để cho nó tốt được không ạ? Đúng rồi. Nước chiên mắm chúng ta vừa chuẩn bị nhé. Và đảo đều lên. Cái đoạn này ấy, thì chúng ta chỉ cần đảo nhanh, bật to lửa và đảo nhanh tầm 1 phút. Sau đó cho chân gà ra đĩa luôn. Nếu mà chúng ta để lâu quá thì chân gà thứ nhất là sẽ bị dai này. Thứ hai là khi mà cái nước mắm này ngấm vào chân gà thì nó sẽ bị mặn. Được 1 phút chúng ta sẽ vớt ra đĩa. Và thế là món chân gà chiên mắm của chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Chúc quý vị thành công với món ăn này nhé.